Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại một quán Ngọc Thúy, địa chỉ là 41 Mậu Thân, Khôn 4, thị xã Châu Thành, Trà Vinh nha anh chị nha. Và hôm nay em mới vừa mua được một chiếc xe này thì bản số đang đeo là 56K1739. Tên em nó là Kia Bride, sản xuất năm 1995. Xe này đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn, đăng kiểm 6 tháng một lần. Xe này máy lạnh có đồng sơn si thì cũng tạm là ok, thích hợp cho tất cả các cô chú và anh chị em tập lái. Với giá thành em công khai luôn, với giá thành là 35 triệu em bán trên cung đường về. Thì hiện tại con xe này em sẽ áp tải về lại thành phố Bảo Lộc. Con xe này thì anh chị thấy nè, đang ở Châu Thành, Trà Vinh anh chị nha. Thì tụi em lặn lội xuống con đường này. Thì bây giờ cũng như mọi video khác thì em sẽ quay sơ và đồng sơn nội thất cho anh chị và cô chú cùng tham khảo về chiếc xe này. Con xe này thì hiện tại là em mới thâu lại của một anh trai. Thì anh cũng tập lái xong rồi. Và hôm nay anh đã mua chiếc xe này rồi anh chị nè. Đó, anh mua một chiếc xe sát bên luôn. Và anh đã sang nhượng lại chiếc xe này cho em. Và em sẽ bán trên cung đường về cho tất cả các cô chú và anh chị. Với giá thành là 35 triệu một chiếc Kia Bride sản xuất năm 1995 này. Với dung tích xi lanh là 1.1 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít trên 100 cây số. Thì đây là tắp bi tắp lô nè anh chị nè. Anh chị thấy không? Xe thì rất là sạch sẽ nha anh chị. Xe này thì anh chị thích hợp cho tất cả các cô chú và anh chị tập lái nên anh chị cứ an tâm về vấn đề nội thất thì nó rất là sạch. Cửa nẻo thì xe này xe tập lái thì cũng không cần coi sùng chỉ gì ạ, tại vì cũng sơn đi sơn lại rất là nhiều lần. Thì anh chị và cô chú nào đã từng sở hữu chiếc Kia Bride này thì anh chị cũng từng hiểu cái độ bền của em nó là như thế nào. Ở đằng sau này thì dàn kính của em nó là kính quay anh chị thấy không, kính quay hai trước, kính đằng trước là được kính bấm nha anh chị nha, xe đã được lên kính bấm. Nội thất thì chiếc sự màn hình thì anh chị và cô chú cũng thấy, con xe này thì em nó sở hữu một dàn ghế gọi là nội thất là rất là sạch sẽ. Với giá thành 35 triệu em bán trên cung đường về. Bản số đang đeo là 56K1739, bản số Sài Gòn. Riêng bộ hồ sơ Sài Gòn là trị giá 20 triệu nha anh chị nha. Và đây có một điểm là em nó bị chóc ở chỗ này. Thì cái này về dặm lại một tí xíu sơn. Còn xe này em áp tải trên cung đường về, em bán xả trên cung đường về. Và em cam kết với tất cả cô chú và anh chị, con xe này em chạy là từ Nam chí Bắc rất là ok nha anh chị nha. Xe thì được dán 4 cái phin cách nhiệt. Hiệu lực đăng kiểm thì em nó là hiện tại đang còn hiệu lực tới ngày 23 tháng 2 năm 2021. Còn nước sơn bề ngoài thì anh chị thấy là rửa ra thì em nó cũng không đến nỗi nào đâu ạ. Nói chung là cũng rất là đẹp, nói chung là nhìn cũng được con mắt. Được một cái là em nó là sở hữu 4 cái la găng đúc, hai ở đằng trước là xài 2 thắng đĩa, hai bánh đằng sau là xài thắng đùm anh chị ha. Vỏ lớp của em nó thì còn em cho đồng tương đối luôn là còn được 50%, vẫn xài rất là ok. Đó, đồng sơn thì anh chị thấy nè, nội thất rất ok. Bây giờ em sẽ lấy giấy tờ cho anh chị cùng tham khảo về chiếc xe này ha. Con xe này thì em bán về anh trai, anh mới vừa mua một chiếc xe khác nè, anh tập lái nè. Đó, anh lấy một chiếc Navara. Và bây giờ anh để lại con xe này cho tụi em. Anh tập lái rồi thì xe này anh bỏ giấy tờ kỹ quá anh chị ạ. Anh thấy anh chị thấy không, chủ nhà xài giấy tờ mà bỏ niêm phong như vậy luôn nè. Đó, em phải xé cái phong bì ra luôn. Và em cũng xin nói sơ với anh chị, chiếc Kia Bride này là sản xuất năm 1995. Con xe này nhập từ Hàn Quốc về nha anh chị nha, chứ không phải là hàng Việt Nam lắp ráp anh chị ha. Gốc là gốc Sài Gòn luôn nha anh chị nha. Dung tích xi lanh của em nó là 1.3 anh chị nha, hàng nhập là nó 1.3, hàng Việt Nam lắp ráp nó là 1.1 anh chị ha. Đăng kiểm đồ ok, giấy tờ hợp lệ, bảo hiểm có luôn. Đó, anh chị lưu em con xe này là con xe nhập nha anh chị. Đây, bảo hiểm có luôn anh chị. Tắp bi tắp lô ok, máy lạnh điều hòa có. Xe thì số xe. Và bây giờ em sẽ tiến hành về cái khoang máy xe cho anh chị cùng tham khảo với chiếc Kia Bride này. Lấy anh mượn cái chìa khóa đó em. Thì trong thời gian chờ đợi chìa khóa thì em sẽ quay sơ về dàn gầm cho anh chị cùng tham khảo nhé. Cái hàng dàn gầm á, thì hàng nhập thì anh chị thấy nè,
em nó thì vẫn chắc chắn. Thì cái chỗ này là cái chỗ bánh sô cô thì đương nhiên theo năm tháng nó sẽ bị hang gỉ nha anh chị nha, thì nói chuyện bình thường. Nhưng con xe này em cam kết với anh chị chạy rất là đầm, rất là chắc. Đó anh chị thấy hai cây ba đời xong anh chị thấy không, gầm bệ rất là ok nha anh chị. Cắm chìa khóa nổ máy giùm mình luôn đi. Thì theo năm tháng thì em nó vẫn hang rỉ bình thường, nhưng cam kết với anh chị dàn gầm này bên trung tâm kiểm vẫn còn ok, thì anh chị cứ an tâm, xe rất là ok nha anh chị. Gầm bệ chạy rất là ok anh chị, nên anh chị cứ an tâm về cái vấn đề gầm bệ. Xe thì cũ thôi, với số tiền thì rất là rẻ. Thì đồng hồ công tơ mét đồ nè, kim báo bình nè, được độ riêng một cái khác. Thì xe thì máy lạnh có, nhưng dàn nhạc thì không có nha anh chị. Số sàn 5 cấp, bao anh chị chạy luôn, chạy rất là ok. Tay lái thì được cái bạc đàn chà, chạy thì khi mình lăn bánh thì nó sẽ nhẹ như trợ lực, anh chị cứ an tâm. Hai kính đằng trước là kính chỉnh điện vẫn đang hoạt động rất là bình thường, anh chị thấy không, rất là chân tru. Hai kính đằng sau là kính quay tay, quay tay thì vận may sẽ tới. Ngày hôm nay thì em vẫn nói là lâu lâu mới có một kỳ, mà năm thở 10 thì mới có một khi, không phải bánh mì ngày nào cũng có được một chiếc xe như vậy đâu nha anh chị nha. Với giá thành là 35 triệu em sẽ bán trên cung đường về, bình bọc mới vừa thay luôn chị. Với dung tích xi lanh là 1.3 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít trên 100 cây số. Anh chị nghe tiếng máy nổ thì thầm không, khoang máy rất là sạch sẽ và khô ráo. Nếu dòng Kia Bride này thì anh chị và cô chú để ý trong những lúc mà trường tập lái á, thì anh chị đi học lái thì sẽ sẽ sử dụng được những chiếc này. Em nó là mang tiếng được huyền thoại của dòng Kia. Form dáng độ máy của em nó cực kỳ là châu bò. Con xe này đọc một cái là xăng là chỉ 6 lít trên 100 cây số. Em dám cam kết với anh chị khẳng định xăng chạy 6 lít không được 100 cây số thì mất gì em cũng mất, em tặng luôn anh chị và chiếc xe này luôn. Thì xe thì có một cái cản trước thì nó bị chóc chày nè anh chị. Thì cái này mình khắc phục sau đơn giản hơn. Nhưng hiện tại con xe này là em đang có mặt tại chợ Vinh. Đó anh chị thấy không? Đó, một quán của Ngọc Thúy tại thị xã tỉnh Trà Vinh. Và con xe này em sẽ áp tải vào lại cung đường của em sẽ đi ngang rất là nhiều tỉnh. Chẳng hạn như là Long An, rồi Dầu Dây, Đồng Nai, Biên Hòa như vậy. Hoặc là hiện tại thì em đang ở dưới khu vực miền Tây, thì anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em. Thì số điện thoại tí xíu em sẽ để ở trên cái tiêu đề, anh chị điện cho em nhanh để sở hữu chiếc xe này. Còn xe này thì đăng kiểm vẫn đang còn hiệu lực. Cam kết với anh chị con xe này chạy xa rất là ok, nên anh chị cứ an tâm. Đèn còi xi nhan đầy đủ. Đó. Gạt mưa gạt nắng rất là ok. Em nó mang được một cái số sàn, kính thì chỉnh điện, hai kính đằng sau là hai kính quay tay. Con xe này thì thật sự ấy, anh chị là anh chủ nhà anh lấy á, thì anh mua xong mà anh tập lái thì bây giờ anh mua một chiếc xe Navara, thì anh để lại chiếc xe này. Vỏ bánh anh chị bên này còn được 70% luôn chị ơi, nó vỏ rất đẹp. Còn cái xe này thì thật sự anh chị của chú rửa ra là phải đẹp nha, tại vì anh để bữa giờ bụi nó bám, chứ con xe này rửa ra là nó rất là đẹp anh chị. Nước sơn nó cũng không có đến nỗi nào đâu anh chị ạ, nên anh chị cứ an tâm nha. Sơn của em nó nhìn cũng còn rất là được chứ không có đến nổi. Đó, máy móc là em bao anh chị luôn nha. Cam kết anh chị chạy từ Nam chín Bắc. Xe này thì cũng không có sang tên và ủy quyền anh chị hết. Em bên công ty em sẽ bao tranh chấp cho anh chị. Anh chị cô chú ơi, anh chị thích sở hữu chiếc xe này nhanh thì tí xíu em sẽ để vào cái số điện thoại trên cái tiêu đề cho anh chị vui lòng điện thoại cho em để sở hữu chiếc xe này. Còn con xe này thì em bán trên cung đường về. Thật sự là với một số tiền 35 triệu thì anh chị cô chú sở hữu chiếc xe này tập lái, che nắng, che mưa, tập chạy vòng vòng rất là hợp lý ạ. Xe thì sạch sẽ, máy nổ rất êm anh chị.
Đó, anh chị và cô chú nào đã từng sở hữu những dòng Kia Bride thì anh chị cũng hình dung được chiếc xe này em nói như thế nào nhé. Đó, thì em cũng không phải là em nói xạo, đây là tất cả các đồ đạc của em. Thì em xuống con xe này, anh chủ anh mua lại và anh chạy một chiếc xe mới nè. Anh mua chiếc Navara, đây đồ đạc của em vẫn còn ở trên xe anh luôn. Đó, ba lô của em, đây là đồ cá nhân của em. Anh nhìn thấy không? Điện thoại của em nha, không phải của em mà đụng vô là chết luôn á. Đó, vâng, cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị đã đồng hành theo dõi kênh của em trong suốt thời gian qua. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.